Từ ngàn xưa, có người đã sống ở núi rừng để nhóm lửa, để xua đuổi thú dữ, ma quỷ, đồng thời tạo khung cảnh ấm cúng, thoải mái. Ở đó họ chia cho nhau thức ăn và chia sẻ cả câu chuyện. Vì vậy, mọi người luôn làm cho xong công việc để quây quần quanh bếp lửa, và họ trở nên gần gũi với thiên nhiên và thích sống chung với thiên nhiên. Trong Thánh Kinh, đi sâu vào nguồn mạch Thánh Kinh, chúng ta thấy lửa còn mang nhiều ý nghĩa đặc biệt. Lửa trong Kinh Thánh tượng trưng cho Thiên Chúa Yahvê. Ngày xưa, Ngài đã dùng cột lửa để hướng dẫn dân Ngài trong những đêm tiến về đất hứa. Thời Tân Ước, sau khi Chúa Giêsu về trời, vào ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đệ của Chúa Giêsu đều tập trung cầu nguyện trong phòng. Và các ngài sợ người Do Thái, thì bỗng từ trời phát ra tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả nhà, rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi lửa tỏa ra đầu trên từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Vậy ngày hôm nay, để có một đêm lửa trại thật ý nghĩa, chúng ta hãy khẩn cầu Thiên Chúa ngự đến giữa chúng ta như các tông đồ xưa được bừng sáng lên trong niềm tin cậy mến. Và cuộc đời của mỗi giáo viên chúng ta, để sẵn sàng ra đi dấn thân phục vụ cho các em thiếu nhi và mọi người. Mời tất cả cùng lắng nghe một đoạn lời Chúa. Trích sách Công vụ Tông đồ. Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tàn ra đầu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Lửa Thiên ơi hãy đến bừng sáng lên trong đêm âm u, rồi đời tâm tôi bao nhiêu âu lo. Lửa Thiên ơi hãy đến bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan. Lửa Thiên ơi hãy đến bừng sáng lên trong đêm âm u, rồi đời tâm tôi bao nhiêu âu lo. Lửa Thiên ơi hãy đến bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan. Lửa Thiên ơi hãy đến bừng sáng lên trong đêm âm u, rồi đời tâm tôi bao nhiêu âu lo. Lửa Thiên ơi hãy đến bừng cháy lên, mang cho đời ngàn ánh vinh quang vui hân hoan. Nào đến nơi đây, ta cùng say niềm vui xung vầy.
cháy khúc ca lửa thiêng. Ô ô ô ô ô ô ô ô, lửa thiêng ta bùng cháy cháy cháy, cứ cháy lên ngọn lửa tình thương, phá tan đêm chiều sầu thương, nỗi bao con người ngàn phương. Ô lửa thiêng ta bùng cháy cháy cháy, cứ cháy lên cõi lòng trần gian, ấm lên ân tình tràn lan, dẫn ta trên đường bình an. Lửa thiêng ta nguyện đem nhiệt tâm cho đời, qua muôn sóng khơi cho mọi nơi niềm tin sáng ngời. Nhiệt độ tình yêu lên rực nóng khát khao lửa thiêng. Ô ô ô ô ô ô, lửa thiêng ta bùng cháy cháy cháy, khơi cháy lên ngọn lửa tình thương, phá tan đêm chiều sầu vương, nỗi bao con người ngàn phương. Ô lửa thiêng ta bùng cháy cháy cháy, khơi cháy lên cõi lòng trần gian, ấm lên ân tình tràn lan, dẫn ta trên đường bình an. Hello.
Chúng ta cùng múa một bài nối kết tình thân. Xin mời âm thanh. Xin mời trên 500 nha. Is here.
hàng sông, lướt gió qua hết biển sông. Trong danh Giê-xu kết chúng ta là một. Mang tinh lành đến mọi nơi, băng qua rừng sâu biển khơi. Chúng ta hiệp nhất nên một làn sông lớn. Giê-xu, Giê-xu luôn bên ta. Ngài ban sức sống mới, Ngài ban thêm năng lực. Hãy cùng nhau ta mau lên đường. Giê-xu, Giê-xu luôn mơ đôi. Nào hãy tiến bước tới, kìa là sông phúc âm. Mang tình lành đến cho muôn người. Chúng ta là những ngọn sông, lướt gió qua hết biển sông. Trong danh Giê-xu kết chúng ta là một. Mang tinh lành đến mọi nơi, băng qua rừng sâu biển khơi. Chúng ta hiệp nhất nên một làn sông lớn. Giê-xu, Giê-xu luôn bên ta. Ngài ban sức sống mới, Ngài ban thêm năng lực. Hãy cùng nhau danh Giê-xu kết chúng ta là một. Mang tinh lành đến mọi nơi, băng qua rừng sâu biển khơi. Chúng ta hiệp nhất nên một làn sông lớn. Giê-xu, Giê-xu luôn bên ta. Ngài ban sức sống mới, Ngài ban thêm năng lực. Hãy cùng nhau ta mau lên đường. Ơi về thôi con.
mày có nhớ tuần trước chị dạy mày bài gì không? Cái bài chú Thánh Thần đó, mày không nhớ hả? Mình ăn đây đi lễ cả trẻ rồi con. Ê, mình ăn, đi đâu vậy? Đi đâu mà nhanh dữ vậy? Ờ thì đi nhà thờ đi lễ chứ đi đâu, còn phải dạy giáo lý nữa. Trời đất ơi, đi nhà thờ làm gì? Đi chơi đi, trời chỗ này vui lắm kìa. Đi đi, đi chơi với tụi ta nè. Đi đâu cơ? Tới giờ đi lễ rồi còn đi đâu nữa trời. Đi đi rồi biết chứ sao. Lễ lên. Có cái này vui lắm. Mày có muốn thử không? Let me talk to you. Let me talk to you. Let it rain. Let me talk to you. Come on. Minh Anh ơi, Minh Anh.
Lạy Chúa, Chúa biết con từ muôn thuở nào. Ngày con sinh ra, bóng tối tăm làm chăn che đắp. Rồi con lớn lên bằng lời ru cam dỗ sâu xa, buông mình vào trong u mê. Con tưởng rằng đời mình không lối ra. Lạy Chúa, Chúa biết con từ khi con chào đời. Ngày tháng trôi qua, con lớn lên dần xa cách Chúa. Chạy theo thế gian, du hồn mình vào cõi phiêu linh. Hoang phí đời sống kiếp nhân sinh. Chúa thương con, xin cứu linh hồn con. Hallelujah, Amen. Chúa Giêsu đã chết thay tôi. Chúa thứ tha khi huyết Chúa tuôn rơi. Chúa đóng đinh bao gian ác, bao xấu xa trong cuộc đời này. Hallelujah, Hallelujah, Amen. Kính mời cộng đoàn quỳ. Lạy Chúa, xin Chúa thắp sáng lên trong con ngọn lửa tình yêu Chúa, để từ đó chúng con mới có thể thắp sáng ngọn lửa ấy cho tha nhân, và đặc biệt cho các em thiếu nhi mà Chúa trao cho chúng con. Giờ đây chúng ta cùng lắng động tâm hồn và suy xét bản thân của chúng ta trong khoảng giữa thời gian qua. Những ồn ào của đám đông, giữa những sôi nổi của thành công, hay những ế chề của thất bại, dành một gói riêng cho Giêsu, để một mình ở đó bên Giêsu, để tình ta chậm lắng trong tình yêu, để tình yêu lên tiếng trong tim ta. Tình yêu sưởi ấm hồn xa lạnh. Lạy Chúa, làm giáo lý viên là con đường không phải lúc nào cũng bằng phẳng, êm ái dịu ngọt, nhưng là con đường hẹp, gồ ghề, gian nan và thử thách, vì có thể gặp những khó khăn từ gia đình, xã hội, bạn bè. Xin dành một cõi riêng cho Giêsu, để một mình ở đó bên Giêsu, để tình ta chậm lắng trong tin yêu, để tình yêu lên tiếng trong tình yêu sưởi ấm hồn giá lạnh. Lạy Chúa, xin Chúa giúp chúng con là hạt đường cho tha nhân, một lời nói an ủi người sầu khổ,
một lời khích lệ chân thành với người thất bại, tha thứ cho những người xúc phạm đến con, một nụ cười mềm và một thái độ dịu dàng cho những người khó khăn là những hạt đường làm cho cái đắng trở nên ngọt ngào, làm cho thế giới chua chát trở nên ngọt lịm. Giáo lý viên hãy là đường và là muối trong mỗi trường hợp, mỗi người mà mình gặp gỡ. Lạy Chúa Giêsu, thế giới hôm nay đang rất cần những chứng nhân của niềm tin và hy vọng. Cần có những con người dám sống hy sinh, quên mình phục vụ, là người môn đệ của Chúa. Chúng ta được mời gọi dấn thân phục vụ để làm chứng cho Chúa và để loan báo tin mừng cho mọi người. Vì thế, trong giờ cầu nguyện tối nay, chúng ta cùng đến và ở lại bên Chúa Giêsu, lắng nghe lời Chúa Giêsu mời gọi bước theo Ngài. Xin Chúa Giêsu hâm nóng lòng nhiệt thành tông đồ của chúng con. Amen. Các em thiếu nhi thân mến, có lẽ đây là lần đầu tiên cha xem một tiểu phẩm ngắn của chúng con vừa làm mà đã đánh đồng cha rất sâu sắc, đến độ cha đến nói với cha xứ của chúng ta là: thưa cha, cho con kể một câu chuyện trước khi cha kết thúc buổi sinh hoạt lựa trại tối hôm nay. Chúng con biết cha đánh đồng là như thế nào không? Cha nhớ năm cha 18 tuổi, cha lớp 12, bước sang tuổi 19 cũng là lúc cha nghe tiếng Chúa cha và cha đi tu. Nhưng hồi đó cuộc sống rất nhiều khó khăn và vì thế cha phải rời khỏi gia đình để đến một vùng đất rất xa ở tận Tây Nguyên, vùng Bảo Lộc, để cùng với một nhóm sinh viên lập nghiệp ở đó. Và trong 9 tháng ròng rã, cha không đi lễ, cha không đi nhà thờ. Ban đầu cha cảm thấy rất nhớ Chúa, cảm thấy áy náy. Rồi những ngày tháng tiếp theo sau đó trôi qua thì áy náy đó không còn nữa. Và lúc đó cha lại nhớ về một bóng hình. Ấy là người bạn thân của cha ngày xưa lúc cùng cha học cấp 3. Cha quyết định là thôi, không đi tu nữa và về để gặp lại người bạn của mình. Và chúng con biết lúc đấy nhà cha chưa lên ở Trà Ban, nhà cha còn ở Suối Nghệ. Đến bây giờ mỗi lần nhớ lại, cha vẫn tạ ơn Chúa là buổi sáng hôm đó cha quyết định là để về gặp lại người bạn của mình, thì cũng là lúc mà cha lên một cơn đau bụng dữ dội, cha không thể đi được. Và suốt những ngày tiếp theo cha không thể đi được. Và đến lúc mà thời gian được nghỉ ở nhà kết thúc thì cha phải rời gia đình để về lại nơi mà cha làm việc. Khi chiếc xe chạy ra khỏi vùng của mình ở để bắt đầu đi lên địa phận Lâm Đồng thì cha không còn đau nữa. Và bắt đầu từ ngày hôm sau, cha tiếp tục làm việc như bao nhiêu ngày khác. Một thời gian trôi qua, cha bừng tỉnh và sau đó cha trở lại với đời sống ơn gọi. Và đến bây giờ cha làm linh mục. Hôm nay cha muốn kể với các em thiếu nhi cũng như là các anh chị huynh trưởng cũng như tất cả cộng đoàn chúng ta là cái tiểu phẩm vừa rồi đã tác động đến cha rất lớn. Rằng là một khi ta bỏ Chúa, nhất là thánh lễ, thì có cái gì đó nó sẽ đến với ta và nó kéo ta xa, xa những giấc mơ rất tốt đẹp, đặc biệt là ở nơi những người trẻ, xa những dự tính thật là tuyệt vời mà cuộc đời của chúng ta hy vọng sẽ có. Vì vậy, cha muốn kể câu chuyện rất riêng của cha như là một lời nhắn gửi các bạn trẻ và các em thiếu nhi thân mến. Chúng ta đừng bỏ Chúa chúng con nhé, bởi vì cuộc sống hôm nay có rất nhiều lôi kéo chúng ta. Nếu chúng ta xa Chúa, nếu chúng ta bỏ Ngài, thì chúng ta sẽ đánh mất giấc mơ
mơ rất đẹp mà Ngài đang gieo vào trong tâm trí, đặc biệt là tuổi trẻ của chúng ta. Một đôi lời chia sẻ như vậy cha xin hết. Giờ đây cha nhường lời lại cho cha xứ để cha xứ kết thúc buổi sinh hoạt trại của chúng ta. Mời tất cả ngồi xuống. Chúng ta mang tên là Thiếu Nhi Thánh Thể. Tại sao có cái tên này? Đấng sáng lập ra phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể đã cảm nhận được tình yêu bao la của Chúa dành cho chúng ta. Mỗi khi bị một cái kim đâm hay đạp phải một cái đinh, ta sẽ hiểu một chút cái đau đớn của Chúa Giêsu trên thập giá. Và Chúa chịu như thế vì chúng ta. Và tình yêu này được lập đi lập lại hằng ngày trong từng thánh lễ. Và phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể được lập ra để mời gọi, để xây dựng một lớp giới trẻ biết quý trọng tình yêu của Chúa biểu hiện trong bí tích thánh thể. Mỗi một thánh lễ là một hy tế thập giá được tái hiện. Và làm sao đây để đáp lại tình thương của Chúa? Hy sinh phải được đền đáp lại bằng hy sinh, tình yêu phải được đền đáp lại bằng tình yêu. Và tình yêu nào cũng cần được chứng nhận bằng hy sinh. Cho nên cái lời chào về Thiếu Nhi Thánh Thể đó là hy sinh. Chúa đã chịu bao nhiêu đau đớn để cho chúng ta được sống. Thiếu Nhi mặc dù là nhỏ bé nhưng vẫn có thể có những hy sinh nhỏ thôi, nhưng mà với hết lòng mình và cách riêng với các khuyên trưởng, với các giáo lý viên đang đảm nhận cái sứ mệnh Chúa trao cho cả giáo xứ chúng ta trong vai trò của mình. Tình yêu là một cái môn học mà không thể dạy được nếu như người dạy không biết yêu. Và có một bài lời nguyện của cha sáng lập dòng tên là một lời nguyện rất hay, xin gửi đến tất cả như là một lời nguyện chung. Lạy Chúa, xin cho con biết ở nhiệt thành, biết mến Chúa cho xứng đáng, biết thi ân mà không xá kể, biết chiến đấu mà không sợ đau thương, biết hoạt động mà không tìm an nghỉ, tận tình với chức vụ mà không mong phần thưởng nào khác, một biết mình làm theo ý Chúa luôn. Giờ đây tất cả chúng ta hướng tâm. Với tất cả, cách riêng với các huynh trưởng và giáo lý viên thì chúng ta chỉ có thể là huynh trưởng của Thiếu Nhi Thánh Thể tốt, là giáo lý viên hiệu quả khi chúng ta lấy cái sự hy sinh làm cái khẩu hiệu sống của chính mình. Tất cả chúng ta cùng dâng lên Chúa lời nguyện đẹp lòng Chúa và đưa đến cái thành công cho công việc tông đồ của chúng ta. Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mau gai nào hẳn lên đầu son. Lạy Chúa, thanh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thầm xa trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chiến với Ngài để được sống với Ngài vinh quang.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Nào ta chung tùng Chúa. Rồi chúng ta vỗ một tràng pháo tay để tạ ơn Chúa và để chúc mừng lẫn nhau trong ngày quan thầy của chúng ta. Rồi xin mời hát lên một bài ca cho tâm hồn phơi phới, cho tâm hồn hết mệt. Hát lên một bài ca, câu thở ra, câu hít vào, thở ra, thở ra, thở ra, hít vào, hết mệt. Rồi xin chào tất cả mọi người, chúc cả nhà ngủ ngon. Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn, tình anh em ta theo ánh lửa tràn lan. Tim ta đây còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn nồng. Lửa đêm nay tan nhưng lửa tim còn cháy âm thầm ngàn đời biệt ly. Ta nguyện đem lửa thiên dài dáng khắp chốn, hôm mai sau còn lửa thiên cháy lên đốt lòng mọi người. Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn, tình anh em ta theo ánh lửa tràn lan. Tim ta đây còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn. Con cháy âm thầm ngàn đời biệt ly muôn phương, ta nguyện đem lửa thiêng dài dâng khắp chốn, mong mai sau ngọn lửa thiêng cháy lên đốt lòng mọi người. Màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn, tình anh em ta theo ánh lửa tràn lan. Tim ta đây còn khắc ghi bao nhiêu mối tình mặn nồng. Lửa đêm nay tan nhưng lửa tim còn cháy âm thầm ngàn đời biệt ly. Ta nguyện đem lửa thiêng dài dâng khắp